Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai trương Trang Long Limousine tại Thanh Hóa. Hơn 100 nắp hố ga mất nắp đậy trên đại lộ Sép gây mất an toàn giao thông. Sáng nay mùng 10 tháng 10, Trang Long Limousine đã khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa với việc đưa 16 xe thuộc dòng limousine cao cấp hoạt động phục vụ hành khách chạy tuyến Thanh Hóa Hà Nội. 16 xe limousine sẽ chạy với tần suất 1 giờ một chuyến xuất phát từ Thanh Hóa Hà Nội và ngược lại. Dự kiến sẽ có 30 lượt xe xuất bến bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 20 giờ mỗi ngày với dàn xe mới cao cấp có ghế massage, wifi, nước uống miễn phí đưa đón trả khách tại nhà. Trang Long Limousine hướng tới mục tiêu mang lại sự thoải mái an toàn cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác vận tải hành khách. Mức giá vé được niêm yết chính thức từ 180.000 đến 200.000 đồng một lượt một hành khách. Qua tuần tra kiểm soát trên 12.000 xe, thanh tra các sở giao thông vận tải và các cục quản lý đường bộ sử dụng cân xách tay phát hiện gần 1.300 xe vi phạm chở quá tải, tước trên 460 giấy phép lái xe và xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 14 tỷ đồng. Trong tháng 10 và các tháng tiếp theo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, thanh tra giao thông thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 32 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có nhiều xe quá tải lưu thông nêu trên chỉ đạo các lực lượng chức năng, các ngành, các cấp phối hợp xử lý không để tái diễn tình trạng xe quá tải. Các địa phương tiếp tục tổ chức và triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn theo chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải. Bố trí lực lượng kinh phí, duy trì hoạt động của các trạm cân lưu động và sử dụng cân xách tay để kiểm soát xe quá tải, phù hợp với tình hình xe quá tải trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường đại lộ Sép hoàn thành và đi vào sử dụng được vài năm, thế nhưng tình trạng mất nắp tại hố ga và hố thoát nước trên đường diễn ra thời gian rất dài nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Dọc tuyến đại lộ Sép có thể dễ dàng nhìn thấy ngay bên đường những hố ga, hố thoát nước bị mất nắp. Nhiều hố ga, hố thoát nước mất nắp đã lâu, cỏ mọc che kín khiến cho nhiều người đi vào xảy ra tai nạn. Nguy hiểm nhất là vào đêm tối hoặc mưa lớn, người đi đường khó quan sát, những hố ga mất nắp vô tình tạo thành những chiếc bẫy đối với người tham gia giao thông. Thực tế tai nạn giao thông đã xảy ra không ít. Mất những cái nắp ở đây này là mất từ lâu rồi. Thế nhưng không thấy ai sửa chữa, không thấy ai nhìn đến cả. Mà ở đây là thường thường xảy ra cái tai nạn. Ví dụ như các cháu nhỏ đi học về vì ăn tránh xe. Cho nên là hay là những người già như chúng tôi mà đi không cẩn thận là cũng bị rơi xuống hố. Cách đây khoảng 6-7 tháng gì đấy. Thì có một cháu bé đi xe đạp con rơi thụt đấy. Thế là bây giờ coi như cháu may mà cháu cũng bơ bột đã biết hoàn chỉnh rồi, từ đó là cháu không dám đi nữa. Thì bọn tôi đi là đi hàng ngày đến quên đi rồi, với tôi thì phải cẩn thận thì là cũng để ý hàng ngày để ý rồi, cho nên là cũng phải tránh đi. Nhiều người không biết là họ đi nhanh là họ không cẩn thận, họ không để ý là xa xuống cống thôi, bởi vì là cái trục đường đây là phải có cái nắp cống cho thoát nước, nhưng mà đây là nắp cống bị mất hết rồi. Theo thống kê, đại lộ Sép hiện có khoảng 90 hố thoát nước và 55 hố ga đã bị mất nắp nhưng không hề được các cơ quan quản lý bổ sung hay lắp biển cảnh báo gây nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Không những vậy, tại nhiều vị trí hố thoát nước gần nhà dân, nhiều người còn cho gạch đá xuống để tránh bị ngã xuống hố sâu. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến hệ thống thoát nước trên đường dễ bị ách tắc. Mỗi khi mưa lớn, khó có thể thoát nước dẫn đến ngập đường. Điều này không những gây mất an toàn giao thông mà còn gây nguy cơ hư hỏng kết cấu đường bộ. Trước thực trạng trên, đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng có biện pháp bổ sung kịp thời nắp cống, nắp hố ga tại những nơi bị mất, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương có phương án bảo vệ và xử lý nghiêm các đối tượng ăn cắp phá hoại của công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.